Chào mừng anh chị trở lại với channel Dũng Bất Động Sản và Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Dũng xin chia sẻ đến anh chị một lô đất hai mặt tiền đường nằm ở Kim Long, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Mặt tiền đường nhựa 8m đường thông và một mặt là đường bê tông 4m. Lô đất có quy cách là ngang 10 sâu 63 và có sẵn 200m2 thổ cư anh chị. Cách vị trí lô đất tầm 30m phía bên phải màn hình anh chị là con đường quy hoạch bàn cờ của khu Kim Long, rộng 18m. Từ vị trí lô đất mà mình đi theo con đường mặt tiền của lô đất á, thì 500m mình sẽ ra giao với quốc lộ 56 anh chị nhé. Và đi theo quốc lộ 56 tầm 200m thì mình sẽ tới là chợ Kim Long. Kim Long hiện tại thì đang gấp rút làm hạ tầng giao thông để đủ điều kiện lên thị trấn anh chị. Cho nên là khu vực trung tâm thì rất là nhiều con đường đang được làm và đã được làm, đường rất là đẹp. Đường 20m có vỉa hè, cây xanh, đèn điện. Đó. Thì với lô đất này thì chủ đang ra giá là 2 tỷ 6 anh chị nhá. 2 tỷ 6 cho một lô đất ngang 10 sâu 63, hai mặt tiền đường, có sẵn 200m2 thổ cư. Thì anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ Dũng qua số điện thoại 0908 741 668. Và nếu anh chị yêu thích thì cho Dũng xin một like cũng như là một đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ những sản phẩm mà Dũng đăng lên. Thì anh chị có thể là lựa chọn được những sản phẩm nào phù hợp nhất với nhu cầu của chính mình anh chị. Nếu anh chị quý nhà đầu tư nào mà đang cần thanh khoản những cái bất động sản của mình trong giai đoạn này thì cũng có thể liên hệ Dũng sẽ đi quay và gửi cho anh chị những cái thước phim thực tế của cái sản phẩm của mình để anh chị có thể lấy làm tư liệu để bán hàng cũng như là gửi cho những cái anh chị môi giới khác nha anh chị. Và tất cả đều là miễn phí anh chị nhé. Thì một lần nữa Dũng xin cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở những sản phẩm giá tốt tiếp theo của Dũng ạ.